Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học toán lớp 9 trên trang olm.vn. Các bạn sẽ cùng thầy tìm hiểu xem bài toán chuyển động thì chúng ta cần có thêm những lưu ý gì trong quá trình thực hiện hay không. Thì công thức chung của bài toán chuyển động: một vật chuyển động với vận tốc thường ký hiệu là chữ V. Trong một thời gian ký hiệu là T thì vận tốc nhân thời gian sẽ bằng quãng đường. Ta có mối liên hệ V nhân T bằng S. Trong đó vận tốc thường có đơn vị là km/h, thì tương ứng thời gian đơn vị giờ và quãng đường đơn vị km. Còn nếu như quãng đường mà đơn vị là mét chẳng hạn, thời gian đơn vị là giây, thì vận tốc tương ứng sẽ có đơn vị là m/s. Đó là công thức tổng quát. Còn khi bài toán mà liên quan tới vận tốc của dòng nước, tức là chuyển động trên mặt nước ấy, thì chúng ta có hai đại lượng, đó là vận tốc của dòng nước và vận tốc thực của vật. Thì ban đầu chuyển động mà không có vận tốc dòng nước ấy, thì vật sẽ có vận tốc là V thực, viết tắt cho vận tốc thực. Còn khi có thêm vận tốc dòng nước thì ký hiệu là V nước, mà vật chuyển động cùng chiều với dòng nước như thế này, thì vận tốc thực tế khi đó là vận tốc xuôi dòng, sẽ bằng vận tốc thực cộng với vận tốc dòng nước. Nghĩa là đi xuôi thì chúng ta cộng thêm vận tốc dòng nước vào vận tốc thực. Còn ngược lại, nếu như vật chuyển động ngược với chiều chuyển động của dòng nước, thì ta có vận tốc chuyển động khi đó sẽ bằng vận tốc thực trừ đi vận tốc nước. Các bạn ghi nhớ thêm cho thầy các công thức này để chúng ta áp dụng vào các bài toán cụ thể như sau. Hỏi chấm 1, thầy cho một ô tô đi quãng đường AB với vận tốc 50 km/h, rồi đi tiếp quãng đường BC với vận tốc 45 km/h. Biết rằng quãng đường tổng cộng, tức là từ A đến B cộng với từ B đến C, sẽ là 165 km. Và thời gian đi trên quãng đường AB thì ít hơn thời gian đi trên quãng đường BC là 30 phút. Yêu cầu tính thời gian ô tô đi trên quãng đường AB. Thì ở đây đề bài người ta hỏi cái gì thì chúng ta sẽ gọi ẩn với đại lượng đó. Yêu cầu tính thời gian ô tô đi trên quãng đường AB thì thầy sẽ gọi thời gian ô tô di chuyển trên mỗi quãng đường AB, BC lần lượt là x giờ và y giờ. Ở đây chúng ta có điều kiện của ẩn là x y lớn 0. Tất nhiên rồi, thời gian phải là dương. Bây giờ quãng đường AB có tìm được hay không khi mà đề bài đã cho vận tốc và thầy đã gọi thời gian chuyển động là x? Chính xác rồi, quãng đường AB chúng ta có thể tính được theo ẩn x là bằng vận tốc 50 nhân thời gian x. Tương tự quãng đường BC tính theo y sẽ là 45 nhân y, mà tổng độ dài hai quãng đường đó là 165 km, nên thầy có phương trình đầu tiên, đó là 50x cộng 45y bằng 165. Được chưa nào? Bây giờ dữ kiện thứ hai, thời gian xe đi trên quãng đường AB ít hơn thời gian đi trên quãng đường BC 30 phút. Thì chúng ta có thể dựa vào dữ kiện này để thiết lập mối liên hệ giữa x và y, thu được phương trình thứ hai. Nhưng phải lưu ý nhé, vận tốc đang tính theo đơn vị km/h. Trên giờ. Vậy thì 30 phút ở đây thầy cần phải đổi về đơn vị là giờ để đồng bộ đã. 30 phút bằng 0,5 giờ. Vậy thời gian đi trên AB là x, ít hơn thời gian đi trên BC là y. Vậy ta có phương trình x cộng 0,5 bằng y, vì đơn vị ở đây đều là giờ cả rồi nhé. Vậy là ta có phương trình thứ hai và thiết lập được hệ phương trình. Các bạn sẽ giải cho thầy hệ phương trình này. Đơn giản nhất là ta sử dụng phương pháp thế rồi. Do đây y đã bằng x cộng 0,5, thầy thế lên phương trình phía trên. Các bạn cho thầy biết nghiệm của phương trình này sẽ là bao nhiêu nhé. Phương trình trên thầy ký hiệu là phương trình 1. Thế y bằng x cộng 0,5 vào 1 thì ta sẽ có này, 50x cộng 45 nhân với x cộng 0,5 bằng 165. Khai triển và tính toán thì thầy sẽ thu được x bằng 1,5. Ở đây 1,5 thì lớn hơn 0 rồi, cho nên thỏa mãn điều kiện. Đề bài chỉ yêu cầu là tính thời gian ô tô đi trên quãng đường AB, tức là tìm x thôi. Vậy thì ta có thể kết luận được rồi.
Thời gian ô tô đi trên quãng đường AB là 1,5 giờ. Đó là câu hỏi đầu tiên chúng ta đã vận dụng công thức quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian để thiết lập được các phương trình từ giả thiết của đề bài. Tương tự như vậy, hỏi chấm 2 thầy cho hai đối tượng. Một là xe khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ. Quãng đường là 170 km. Sau khi xe khách xuất phát 1 giờ 40 phút, tức là xe khách di chuyển trước 1 tiếng 40 phút đã, thì đến một vị trí mới. Tại đây hai xe bắt đầu mới di chuyển cùng lúc nhé. Là xe tải đi từ Cần Thơ và xe khách lại tiếp tục hướng về Cần Thơ. Khi đó chúng sẽ gặp nhau tại một địa điểm sau 40 phút. Tức là sau 40 phút kể từ khi xe tải này di chuyển ấy. Và biết rằng mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải 15 km, yêu cầu tính vận tốc của mỗi xe. Vậy thì với bài toán này, hỏi vận tốc, thầy sẽ gọi vận tốc của mỗi xe luôn. Vận tốc xe khách là x, vận tốc của xe tải là y, đơn vị đều là km/h. Và điều kiện tất nhiên x, y phải nhận các giá trị dương rồi. Các bạn chú ý vào câu cuối cùng trong đề bài nhé. Mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải 15 km, thì ta có thể hiểu theo nghĩa là xe khách đi nhanh hơn xe tải 15 km/h. Tức là dữ kiện này sẽ liên quan tới vận tốc. Vận tốc của xe khách sẽ lớn hơn vận tốc của xe tải. Ta có phương trình đầu tiên là x trừ y sẽ bằng 15. Được chưa các bạn? Tiếp theo, liên quan tới thời gian và quãng đường này, thì với vận tốc của xe tải là y, thời gian thì chúng ta biết là 40 phút rồi. Thì các bạn sẽ tính được quãng đường xe tải đi từ lúc bắt đầu đến khi gặp nhau hay không? Chúng ta tính được ngay, quãng đường mà xe tải đi sẽ là 2/3 y km. Thầy giải thích này, 40 phút chúng ta cần phải đổi sang đơn vị giờ, bởi vì vận tốc thầy gọi là đơn vị km/h mà. 40 phút thì bằng 2/3 giờ, vận tốc thì là y km/h. Vậy thì quãng đường, thời gian nhân vận tốc, ta có 2/3 y đơn vị km. Tiếp theo, quãng đường mà xe khách đi được. Bởi vì quãng đường xe khách đi được này cộng với quãng đường xe tải đi được sẽ đúng bằng 170 km, đúng chưa nào? Vậy thì xe khách sẽ đi hai chặng. Chặng thứ nhất là 1 giờ 40 phút, chặng thứ hai là 40 phút nữa, cùng vận tốc là x. Cho nên quãng đường xe khách đi được thì thầy sẽ lấy thời gian 1 giờ 40 phút là 5/3 này, cộng với 40 phút là 2/3 nữa. Tất cả nhân với vận tốc x, đơn vị là km. Vì tổng quãng đường là 170 km nên thầy sẽ có này, quãng đường xe tải cộng với quãng đường xe khách đi được là bằng 170. Vậy là thầy thiết lập được phương trình số 2. Từ phương trình 1 và phương trình 2, chúng ta có một hệ phương trình như thế này. Tới đây các bạn sẽ giải cho thầy hệ phương trình và tìm xem các giá trị x, y thu được ấy có thỏa mãn điều kiện mà chúng ta đưa ra hay không. Chính xác rồi, giải hệ chúng ta tìm được x bằng 60, y bằng 45. Chúng đều lớn hơn 0, do đó hai giá trị này thỏa mãn yêu cầu. Vậy là ta đã tính được vận tốc của mỗi xe. Cụ thể, vận tốc của xe tải là 45 km/h, còn vận tốc của xe khách là 60 km/h nhé. Những bài toán chuyển động mà đề bài dài, phức tạp thì các bạn nên vẽ cho thầy sơ đồ như trong hỏi chấm 2. Chúng ta dễ dàng hình dung gọi ẩn như thế nào, thiết lập các phương trình như thế nào để tạo thành một hệ. Còn ở trong hỏi chấm 3 là một bài toán chuyển động liên quan tới dòng nước. Một cano đi xuôi dòng một quãng đường 42 km thì hết 1 giờ 30 phút. Còn khi ngược dòng cũng trên quãng đường đó thì hết 2 giờ 6 phút. Tính tốc độ của cano khi nước yên lặng, tức là vận tốc thực của cano đấy. Và tốc độ của dòng nước, biết rằng tốc độ cano khi nước yên lặng không đổi trên suốt quãng đường, và tốc độ của dòng nước cũng không thay đổi khi cano chuyển động. Như vậy yêu cầu bài toán là tìm vận tốc thực của cano, tốc độ thực của cano và tốc độ của dòng nước.
Vậy thầy sẽ gọi hai đối tượng đó là A và B. A là tốc độ dòng nước này, B là tốc độ thực của cano, đơn vị đều là km/h. Và tất nhiên AB phải là các số lớn không rồi. Bây giờ chúng ta sẽ khai thác dữ kiện xuôi dòng trước này. Cano đi xuôi dòng thì các bạn xác định cho thầy tốc độ xuôi dòng của cano sẽ là bao nhiêu. Chính xác rồi, nhớ lại công thức thôi. Tốc độ xuôi dòng thì ta lấy tốc độ của dòng nước cộng với tốc độ thực của cano, tức là A cộng B. Vậy thì tốc độ ngược dòng sẽ là B trừ A. Đơn vị đều là km/h. Trong đó quãng đường cùng là 42 km. Thầy sẽ lựa chọn cách biểu diễn như sau. Biết tốc độ xuôi dòng là A cộng B rồi, thì thầy sẽ nhân với thời gian xuôi dòng. Tất nhiên chúng ta cần phải đổi 1 giờ 30 phút bằng 1,5 giờ. Vậy thì 1,5 nhân với tốc độ A cộng B sẽ bằng quãng đường 42. Hay các bạn thu gọn, chia cả hai vế cho 1,5 đấy, thì A cộng B sẽ bằng 28. Đó là phương trình thứ nhất. Nếu tương tự như thế, xét với trường hợp đi ngược dòng thì các bạn thiết lập cho thầy phương trình thứ hai sẽ là gì? Rất chính xác. Thời gian xuôi dòng thầy cũng đổi 2 giờ 6 phút thành 2,1 giờ này. Vậy thì 2,1 nhân với tốc độ B trừ A cũng bằng 42. Chia cả hai vế cho 2,1 thì thầy có B trừ A, hay chính là trừ A cộng B bằng 20. Vậy là ta thiết lập được một hệ phương trình như thế này. Với hệ này các bạn nên lựa chọn phương pháp cộng đại số. Cộng hai vế của hai phương trình thì thầy thu được 2B là bằng 48, tức là B bằng 24 và A sẽ bằng 4. Hai giá trị này thì thỏa mãn điều kiện AB dương rồi. Vậy là ta đã tìm được tốc độ của dòng nước là 4 km/h, còn tốc độ thực của cano là 24 km/h nhé.